À, em mới sinh em bé thì sử dụng liệu trình giảm béo được không? Được chứ em. À, nếu mà em mới sinh em bé xong thì em sau khi cho em bé bú rồi thì em hoàn toàn là có thể điều trị những cái phương pháp giảm béo, và nên điều trị sớm càng tốt, bởi vì mỡ đó nó có nhiều loại mỡ lắm, ví dụ mỡ mới hình thành thì mỡ rất là mềm. Nếu mà mình soi trên trên gọi là soi rõ lên thì nó có thể mô tả như là những cái chùm nho được mọc rời, là những cái gọi là những cái mô mỡ đó được rời rạc. Nhưng mà nếu như để cho càng lâu thì những cái chùm nho được dày đặc hơn, là những cái khi chúng ta rờ cái thành bụng nó sẽ cứng lại, thì đến lúc này điều trị sẽ khó hơn, mà để lâu nữa thì thành mỡ cellulite nó được chèn ép bên nhau, và nó lúc này thì chúng ta điều trị sẽ còn cực hơn nữa. Do đó là điều trị càng sớm thì càng tốt nha. Bên chị đối với giảm béo thì chỉ cần làm một lần duy nhất thôi, một lần duy nhất thôi, và cái chi phí nó cũng rất là mềm. Sản phẩm được FDA công nhận. Thực ra với cái sử dụng với những cái công nghệ như là Contact Define hay là Venus Body, Essilis sóng cao tần, mà ở những cái nước như nước ngoài đó thì chắc chắn là lên tới 50 triệu cho một lần điều trị. Nhưng mà tại Việt Nam mình, và riêng tại chỗ của BB, thì lại có cái giá thành rất là mềm, bởi vì mày biết đây là một thị trường gọi là rất là lớn đối với chị em phụ nữ chúng ta, nhất là dân văn phòng, hoặc là sau khi sanh xong, phụ nữ sau khi sanh xong thì cái vùng bụng nó cũng hơi đổ một chút, hơi to một chút, hơi mỡ một chút, thì chúng ta chỉ cần sử dụng một liệu trình. Còn nếu như sau khi giảm được một size rồi mà chúng ta vẫn muốn giảm nữa thì chúng ta có thể lập lại liệu trình.